Clip cặp đôi mặc áo học sinh nằm ngả ngớn hôn nhau, thản nhiên sờ soạng trong quán trà sữa khiến nhiều người nóng mắt. Bất chấp những ánh mắt đổ dồn về mình, cặp đôi vẫn thản nhiên hôn hít, sờ soạng nhau như chốn riêng tư. Ai nấy đều phải chán ngán trước hành động của đôi bạn trẻ này. Mới đây, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi thản nhiên hôn nhau và sờ soạng ngay trong quán trà sữa, bất chấp bị nhiều người chú ý. Theo nội dung đoạn clip, cặp đôi cùng nhau vào quán trà sữa nhưng lại thể hiện tình cảm thái quá. Cô gái nằm bệt xuống sàn, gối đầu lên chân bạn trai, còn người bạn trai thì ngồi cúi đầu xuống để hôn người yêu ngấu nghiến. Không những thế, cô gái còn trùm chiếc áo khoác lên người để mặc người bạn trai luồn tay sờ soạng. Chiếc áo khoác này là đồng phục học sinh, do vậy dân mạng đoán rằng cặp đôi này còn rất trẻ tuổi. Đoạn clip được đăng tải đã khiến dân mạng hết sức ngán ngẩm, bức xúc. Chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao cặp đôi trẻ lại có thể làm hành động riêng tư như thế giữa chốn đông người. Càng chán ngán hơn khi họ mới chỉ là học sinh còn rất trẻ tuổi. Bạn MP bình luận: "Ôi trời, mới trẻ mang mà vô duyên quá, học sinh giờ lớn nhanh quá. Quán trà sữa nhà người ta mà cứ làm như phòng ngủ nhà mình, duyên không tả nổi. Tôi mà là chủ quán ở đấy, tôi đuổi thẳng." Anh LN cho biết. Lứa tuổi trẻ thành niên là tuổi dở dở ương ương, bé cũng chẳng phải mà lớn cũng không. Bạn sẽ thấy con bạn thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình, bỗng chốc phổng phao mà con còn thay đổi cả về tâm tư suy nghĩ. Thấy con gái mình điệu đà hơn, tô son, diện những bộ váy đẹp hay chải tết tóc kỹ càng. Thấy con trai mình dạo gần đây cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngồi làm gì trước màn hình máy tính hí hoái gõ. Cũng chẳng thật khó để cha mẹ nhận ra các con của mình đang liêu xiêu trước cô bé hay cậu bé nào. Cấm đoán trẻ yêu sớm liệu có phải là giải pháp hay? Tình trạng yêu sớm tuổi học đường. Tình yêu là xuất phát từ cảm xúc hoàn toàn bình thường của con người. Nằm trong hỉ nộ ái ố, việc cảm nắng một cô bạn, cậu bạn dễ thương nào đó cũng rất dễ hiểu bởi chính cha mẹ cũng là người đã từng trải. Bạn nghĩ rằng khi nói đến tình yêu tuổi học trò, bạn lại nghĩ đến các cậu học sinh lớp cuối cấp bị dịn ôm vai nhau khóc lúc chia tay chuẩn bị ra trường. Tình cảm rất hồn nhiên trong sáng. Tuy nhiên bây giờ cùng với sự thay đổi về tư tưởng xã hội thì trẻ được tiếp xúc với công nghệ, với mạng xã hội, điện thoại di động nên học sinh biết yêu xuất hiện từ rất sớm. Tất cả các cấp học, kể cả học sinh tiểu học mà tập trung hơn cả là tuổi ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chẳng khó khăn gì khi thấy hai cô cậu bé ôm nhau khi ngồi trên chiếc xe đạp, thản nhiên bày tỏ tình cảm bằng những cái hôn ở nơi công cộng. Thậm chí nếu làm khảo sát ở nhiều nhà nghỉ hay khách sạn thì tỷ lệ học sinh vào không hề thấp hơn so với các lứa tuổi khác. Hậu quả của việc yêu sớm. Tuy nhiên, việc yêu sớm mà không có hiểu biết sẽ dẫn đến những suy nghĩ và hành vi sai lệch, ảnh hưởng đến tâm lý và tư tưởng sau này của con trẻ. Trẻ thậm chí còn biết yêu, biết thích từ khi còn đang học cấp 1. Sau nhãn học tập, các cha mẹ đều cho rằng tình yêu thời đi học là tình yêu trẻ con khó bền lâu được. Yêu sớm còn có thể ảnh hưởng đến học tập, trẻ sau nhãn học hành. Mà sự thật thì cũng đúng là như vậy. Khi mà trẻ có nhiều hơn một mối bận tâm thì việc học tập sẽ bị gạt sang một bên, do đó kết quả học tập sa sút là chuyện bình thường. Ảnh hưởng đến tâm lý. Tình cảm học trò thường rất trong sáng dễ thương. Tuy nhiên nếu trẻ xem nhiều phim ảnh không lành mạnh sẽ dễ có hành vi sai trái, chưa hiểu được mọi chuyện dẫn đến hậu quả khôn lường. Trẻ ở giai đoạn này chưa hiểu được tình yêu đi đôi với trách nhiệm. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ học sinh nữ nạo phá thai ở các cơ sở y tế đang tăng lên mức báo động. Khi mà còn ở cái độ tuổi vui chơi nô đùa, chúng lại phải đối mặt với vấn đề sinh tử. Nạo phá thai ở tuổi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cổ tử cung, gây hại đến khả năng sinh sản sau này cho trẻ. Chưa kể đến tâm lý trẻ sau khi phá thai, luôn bị ám ảnh sợ hãi mọi người xung quanh, sẽ dẫn đến tự kỷ và các vấn đề về thần kinh. Tình yêu của con thời đi học không hề xấu mà hoàn toàn bình thường tự nhiên. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng dễ dàng tiếp nhận hay có những biện pháp xử lý, quan tâm theo dõi đến con. Cha mẹ nào cũng cần trang bị cho mình những kiến thức tâm lý để tâm sự với con khi con bạn đang trong giai đoạn tuổi vị thành niên.